Chúng mình sẽ vào dấu hiệu đầu tiên. Cô mời các con cùng theo dõi. Những số chẵn có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Cô nhắc lại, những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì những số đó được gọi là số chẵn. Chia hết cho 2. Cái này đơn giản rồi. Và cô chỉ cần nhắc lại ví dụ 286 chia hết cho 2 vì 286 là số chẵn có tận cùng là 6. 287 thì không chia hết cho 2 vì 287 là số lẻ có tận cùng khác 0, 2, 4, 6, 8. Cái này thì đơn giản rồi, đúng không nào? Ta tìm ví dụ thứ 2. Những số có tận cùng là 0 và 5 thì chia hết cho 5. Cái này các con cũng học trong sách giáo khoa và cô chỉ nhắc lại. Ví dụ 280 thì chia hết cho 5 vì 280 có tận cùng là 0. 285 cũng chia hết cho 5 vì 285 có tận cùng là 5. 282 thì không chia hết cho 5 vì tận cùng của nó là 2 khác 0 và 5. Phần này cũng đơn giản đối với các con. Sang phần này thì các con thấy 282 chia cho 5 thì dư 2, tận cùng của nó khác 0 và 5. Bây giờ chúng mình sang kiến thức thứ 3. Các số có tổng chữ số chia hết cho 3 thì số đó sẽ chia hết cho 3. Phần này các con cũng học trong sách giáo khoa rồi. Cô nhắc lại ví dụ 285 chia hết cho 3. Tại sao số 285 lại chia cho 3? Là bởi vì 2 cộng 8 cộng 5 bằng 15. 15 là một số chia hết cho 3.